Chiều nay, Công an xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Đỗ Khánh Duy, 27 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định. Đối tượng táo tợn giật dây chuyền của một người phụ nữ và còn đạp người này té ngã. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Vân, 39 tuổi, bị giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 7 triệu đồng. Nghe tiếng tri hô của chị Vân, tổ tuần tra công an xã Quảng Tiến đang trên đường đi làm liền tổ chức truy bắt. Thấy lực lượng công an, Duy vứt xe máy chạy ra hướng quốc lộ, leo qua giải phân cách để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an với sự trợ giúp của người dân đã đuổi theo khống chế Duy ngay sau đó.